mượn mượn đồng hoàng. Ui, ông đào này nè, ông đào này đàng hoàng đấy. Dạ vâng. Nhưng mà lâu lâu nghỉ vào đây đấy, anh mà thấy quý anh mạnh hơn. Đéo tin. Mày trước là gãy dương lên để anh làm được cái. Nhà mày chỉ có phá thôi. Bây giờ vẫn ngay. Bây giờ máy nó làm. Ok, xin chào tất cả anh chị em và các bạn đã quay trở lại với lại kegamanhchaugiang.com. Thì trong cái video hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm, đó là chính là cái gá cơi túi. Một cái gá cơi túi có gara nhé. Và đặt khóa, đặt gara luôn. Đặt cả gara nhé. Đây là một cái loại dạng túi áo, túi nốt, áo phông. Đấy, đây là công nhân thao tác này đang đặt gara này. Đây là gara khóa nhé. Và đặt khóa trực tiếp lên trên một gá luôn này. Và có đặt thêm cả nốt nữa này. Đây nha anh em xem kỹ và có thể là anh em chưa biết làm thì có thể làm theo. Hoặc là anh em nào cần một chiếc gá như này thì có thể là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0985 816 120 để biết thêm thông tin chi tiết. Đó, thì đây người ta chạy qua khóa thì người ta vướng cái củ khóa. Vướng cái củ khóa thì người ta không thể nào mà chạy thẳng một đường luôn được. Bởi vì bởi lẽ là nó vướng cái củ khóa, mặc dù là đã chỉnh sửa lại cái chân vịt đá hết sang một bên rồi. Đây khóa đây. Khóa gara khóa này. Đấy. Đây là mức độ tối ưu nhất rồi đấy. Đấy, đặt cả lót này, có đệm bổ nữa này. Đây là một hàng bông nhé. Hàng chân bông. Đấy, anh em nào liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0985 816 120 nhé để biết thêm thông tin chi tiết. Ok, xin chào.